Rồi, ok, xin chào tất cả các bạn. Mình là Love It Home, rất vui được gặp lại các bạn trong video ngày hôm nay. Thì hôm nay mời các bạn đến với cái tựa game Yu-Gi-Oh! Power of Chaos ha. Thì một lần nữa chúng ta trở lại với cái series hợp tác nào. Đây là series hợp tác giữa mình và bạn Yu-Gi-Oh! Journalist ha. Thì bữa nay mình mới nhận được tin nhắn của bạn ấy. Thì bạn ấy nói là sắp tới thì bạn ấy khá là bận, cho nên là bạn ấy tạm thời đây sẽ là cái lần hợp tác cuối của tụi mình. Còn hợp tác nữa hay không thì mình không biết, nhưng mà nhìn chung là bạn ấy gửi cho mình khá là nhiều video các bạn ạ. Cho nên là để tránh cái tình trạng đó là sau khi mình làm cái series này xong thì mình lại ngưng một khoảng thời gian dài. Thì mình nghĩ là mỗi ngày mình làm một chút nó sẽ hay hơn. Thành ra bây giờ mỗi video thì sẽ có một ván bài thôi nha. Thế là mỗi ngày thì chúng ta sẽ đều có một video của cái game này. Rồi, chúng ta đến với cái dán barrel. Hình như là hôm bữa là mình đề nghị bạn ấy làm cái barrel này thì phải. Tại mình quen gọi cái lá đó là cái lá mà nó chặn hai ô rồi, chứ mình không nhớ tên tiếng Anh của nó là gì. Miếng có phải cái này hay không? Rồi anh em vô. 45 đấu 69. Trời ơi, 69 96 nghe là thấy mệt rồi nha. Rồi, ok. Nghĩa là bạn này thì bạn ấy dùng cái bản mod khác với mình. Bạn ấy mod AI, còn mình mod cốt truyện, mod đồ họa, mod đủ thứ. Cho nên nó là nó các bạn sẽ thấy, nhưng mà AI thì mình không có mod, cho nên là các bạn sẽ thấy là chơi, các bạn nhìn bạn ấy chơi như là bản thường, nhưng mà cái cách AI nó chơi thì nó sẽ khác. Trời ơi, vừa vô quăng đắc hôn rồi ông chơi nhiệt tình vậy. Thử. Ôi trời ơi, 1.900 của tôi. Ây da, thiệt là đau quá đi ấy mà. Rồi, rút ba lá ra, hồi sinh lên. Gọi đi Jinjo ra cũng hay, nhưng mà khoa đã, mình có đang có cả đống tráp ở đây, mình làm về mình lại tự vô hiển hóa tráp của mình nữa thì lại hơi dở. Mình thật ra bây giờ mình cũng không có cách nào khác, nó mới nhục chứ. Ây da, thiệt là buồn quá đi á mà. Rồi thôi không sao, buồn thì buồn, vui thì vui, kiểu gì chúng chơi hết. Anh em mình vô. Trời ơi, Rakigi. Mình tự hại mình luôn, tại vì bây giờ mình không dỡ cái lá nhà tiên tri lên được. Monster Reborn rồi, mệt rồi. Mãi mình cũng có cái phép là không dỡ lên được luôn. Con Shinzo nó khóa hết trap của hai bên, bởi chơi giữa chơi Shinzo mình tự hại mình. Con này thì nó hơi nguy hiểm ở chỗ đó là nó phong ấn các bạn. Nhiều lúc mà lấy hai bị hai cái phong ấn bắn nhau nó cũng hài. Rồi. Rồi để coi ảnh tính làm sao đây. I activate my spell card. À mà nó, AI này nó hơi bị dở rồi, nó mình đang quăng kháng phép và nó dám chơi vậy là nó dở. Hoặc là nó cố tình nó bỏ xuống đi, hồi nó hồi sinh lại hay cái gì đó cũng không chừng nha. Rồi quả này dính 2.000 máu, đau lắm nha các đồng chí. Rồi gỡ sao đây. Hết máu rồi, thôi bỏ đi. Rồi đó đúng rồi. Gỡ lên nhưng mà lấy con gì à, con này thì cũng được. Có gì mình effect nó ra xài tiếp. Không phải tại sao nó lại úp xuống vậy. Ủa cái con sát thủ này nó thăng biến sức mạnh thất thường người ta. Trời ơi, quả này mệt rồi. Rồi bạn ấy đang tính toán cái gì thì mình không rõ. Rồi, ây da, rút thêm lá nữa, còn lá thôi đó nha. Gồng lên đó nha anh bạn. Rồi xong. Máu mình đang đầy lên lại thì đó là một tín hiệu đáng mừng, nhưng mà cũng không mừng lắm đâu. Mừng vừa vừa thôi. Chắc cổ Shinzo lên nữa rồi. Lên thôi, lên lên lên. Rồi lại tự khóa bài của mình nữa rồi. Rồi gọi được con chuột ra. Ê trời ơi, chơi liều quá. À đúng rồi đúng rồi. Này hồi nãy là bắt buộc phải gọi lên thì mới chặn được ảnh. Thật ra bây giờ dùng Monster Reborn thì cũng không được, tại vì cũng không đủ để kéo hết máu của đối phương, cho nên thôi để như vậy cũng tạm ổn. À thằng hề nó ra, thằng hề ra thì ngon.
mình vẫn chưa thấy cái barrel rồi nha. Rồi, nói chung là đây nhìn chung vẫn chỉ mới là một trận đấu thường thôi, chưa thấy có điểm gì là nổi bật hay chưa áp dụng một chiến thuật nào cả, nó khá là quen thuộc. Trong cái series hợp tác này, nói chung đây là những lá bài mà mình thấy bạn Yoshiris hay dùng. Ví dụ thằng Hề nè, với lại một số cái lá bài khác, ví dụ như là Shinzo đó, bạn ấy rất là thích dùng Shinzo nha, giống mình. Nhưng mà cá nhân mình thì mình lại không có dùng Shinzo đa dạng, cái này mình bỏ chủ chơi đã lâu rồi. Chứ là bạn này đó rất hay xài con Amazon nữa, cái con cung thủ Amazon để mà nó thí hai lá bài bên mình để mà nó gây sát thương nhà hai cho đối phương á. Con rồng mày ra thì đỉnh rồi. Giờ gọi luôn Shinzo ra hả? Thật ra có gọi không thì mình cũng thắng rồi các bạn ơi. Rồi, con nào bắn thì cũng thắng thôi. Rồi, ok, một tràng pháo tay cho bạn Yu-Gi-Oh! Journalist nào. Một pha loại vượt dòng cũng khá là ngoạn mục đấy. Rồi, ok, cảm ơn các bạn đã ủng hộ video của mình ha. Mình là Lâm Bích Hợp, hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bye bye.